Kính chào quý đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Phan Hoàng Phương Khanh, hiện đang công tác tại Bệnh viện Chuyên khoa Ngoại thần kinh quốc tế. Hôm nay tôi xin được trình bày đề tài về siêu âm cơ trong chẩn đoán sơ cục bên teo cơ và bệnh cơ. Siêu âm cơ so với lại CT và MRI sẽ có đặc điểm, sẽ có những ưu điểm như là phổ biến, rẻ tiền và có thể triển khai ở nhiều cơ sở y tế. Bên cạnh đó thì siêu âm cơ còn giúp chúng ta có thể khảo sát được nhiều cơ cùng lúc, cả ở trạng thái tĩnh cũng như là trạng thái động của cơ. Đặc biệt với trẻ em thì siêu âm cơ có thể thay thế cho điện cơ kim, giúp chúng ta tầm soát những bệnh lý thần kinh cơ ở trẻ em mà không gây đau cho các bé, và các bé sẽ dễ dàng hợp tác với bác sĩ hơn. Ngoài ra, siêu âm cơ còn giúp chúng ta lựa chọn được vị trí sinh thiết cơ phù hợp. Với các kỹ thuật tiến bộ hiện nay thì siêu âm cơ còn là dấu ấn sinh học để giúp theo dõi tiến triển của bệnh cũng như đánh giá đáp ứng điều trị trong các thử nghiệm lâm sàng. Về nguyên tắc cơ bản thì chùm sóng siêu âm khi đi qua mô cơ bình thường sẽ có chùm sóng dội lại và nhận được trên màn hình máy siêu âm hình ảnh mô cơ bình thường như thế này. Đối với mô cơ bị bệnh thì những tế bào cơ, những sợi cơ bị thoái hóa thay thế bằng mô xơ và mô mỡ. Chính vì vậy, chùm sóng siêu âm khi đi qua mô cơ bị bệnh sẽ phải đi qua nhiều mặt phân cách giữa những cấu trúc khác nhau và cho những cái chùm phản âm dội lại. Chính vì vậy mà cường độ của chùm sóng phản âm dội lại khi đi qua mô cơ bị bệnh sẽ cao hơn và ghi nhận được cơ trắng hơn trên màn hình máy siêu âm. Chính nhờ nguyên tắc đó mà chúng ta phát hiện được cơ bệnh lý. Chúng ta khảo sát cơ nào bị bệnh, cơ nào không bị bệnh sẽ giúp xác định được mô hình cơ bị ảnh hưởng. Từ đó, phối hợp với thăm hỏi bệnh sử và khám lâm sàng, chúng ta có thể định hướng được chẩn đoán thể bệnh. Đây là những đặc điểm mà chúng ta có thể đánh giá được khi quan sát bằng mắt trên siêu âm cơ. Trong đó thì độ hồi âm là quan trọng nhất. Chúng ta có thể thấy trên trục ngang của một cơ bình thường hình ảnh một bầu trời đêm đầy sao với màu đen là hồi âm của những tế bào cơ bình thường và màu trắng là màng sợi cơ. Còn đây là hình ảnh ở trên trục dọc của mô cơ bình thường. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng Doppler để đánh giá lưu lượng máu trong cơ, coi thử cơ có bị viêm hay là không, hoặc là đánh giá bằng phần bằng ứng dụng EMOT để có thể đánh giá được chức năng vận động của cơ trong những trường hợp bệnh nhân có suy hô hấp hay là bệnh nhân có triệu chứng khó nuốt. Tuy nhiên, đánh giá độ hồi âm bằng trực quan thì sẽ có những hạn chế do tính chủ quan của người quan sát, do trong cơ thể của chúng ta có một số cơ, chẳng hạn như cơ delta hay cơ rộng giữa thường sẽ tăng âm hơn so với những cơ xung quanh. Cơ bụng chân ngoài có thể tăng âm một chút so với cơ bụng chân trong. Đây là những hạn chế mà chúng ta có thể khắc phục được nếu kết hợp với những thang điểm bán định lượng hoặc là phương pháp siêu âm cơ định lượng, dùng biểu đồ tần suất histogram hay là phân tích tán xạ ngược. Thang điểm bán định lượng thường dùng đó là thang điểm HMAT, giúp tăng độ nhạy trong chẩn đoán tầm soát bệnh thần kinh cơ ở trẻ em lên 70 đến 75%. Còn siêu âm cơ định lượng thì sẽ tăng độ nhạy lên cao hơn từ 90 đến 95%. Trong hai phương pháp của siêu âm cơ định lượng thì phương pháp biểu đồ tần suất histogram là thường được sử dụng nhiều nhất. Chúng ta có thể dùng những cái phần mềm trên mạng online miễn phí hoặc là tải về máy, từ đó có thể tính được mức thang xám trung bình ở một cái vùng cơ được quan tâm, và chúng ta vẽ biểu đồ. Từ đó có thể đánh giá được cái mức thang xám của các cơ so sánh với những cái giá trị tham chiếu bình thường. Đây là thang điểm HMAT. Chúng ta thấy được độ 1 là cấu trúc cơ và độ hồi âm cơ bình thường. Độ 2 thì mức độ thang xám cơ tăng với độ hồi âm xương vẫn còn thấy được rõ rệt. Độ 3, mức độ thang xám cơ tăng rõ rệt và độ hồi âm xương giảm.
Độ 4, mức độ thanh sáng cơ tăng rất mạnh và không thấy độ hồi âm của xương nữa. Chúng ta thường sẽ lựa chọn vị trí sinh thiết cơ, chính là vị trí cơ có bị ảnh hưởng với cái thang điểm head mass là từ độ 2, độ 3 thì thường sẽ được ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, những kỹ thuật khác trong siêu âm cơ như là siêu âm cơ 3D, siêu âm đàn hồi cơ hay là mô tả kết cấu bậc cao kết hợp với trí tuệ nhân tạo thì cũng được sử dụng trong một số cơ sở nghiên cứu và ít phổ biến trên lâm sàng. Trong chẩn đoán bệnh xơ cột bên teo cơ thì siêu âm cơ có vai trò như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở những slide tiếp theo. Khi kết hợp giữa siêu âm và điện cơ thì chúng ta sẽ chẩn đoán chắc chắn được thêm được 25% bệnh nhân xơ cột bên teo cơ. Với cái dấu đặc trưng trên siêu âm cơ ở nhóm bệnh nhân này đó là rung giật bó cơ. Ngoài ra thì rung giật sợi cơ cũng có thể được ghi nhận, tuy nhiên sẽ khó được ghi nhận nhiều giống như là rung giật bó cơ, bởi vì rung giật sợi cơ thì thời khoảng rất là ngắn, chỉ khoảng 50 đến 100 micro giây. Đây là một nghiên cứu cho thấy được khả năng phát hiện rung giật bó cơ ở những nhóm cơ khác nhau trên bệnh nhân có hay là không có được chẩn đoán là xơ cột bên teo cơ. Trong đó chúng ta thấy rằng những bệnh nhân xơ cột bên teo cơ được ghi nhận có rung giật bó cơ nhiều nhất là ở cơ rộng ngoài và cơ nhị đầu đuôi, ít nhất là ở cơ cạnh sống cổ. Đồng thời những cơ ở vùng ngực thì không thấy rung giật bó cơ ở nhóm bệnh nhân không có xơ cột bên teo cơ, chứng tỏ đây là một đặc điểm đặc hiệu để chẩn đoán xơ cột bên teo cơ. Đây là một bệnh nhân nữ 48 tuổi, khởi bệnh cách 6 tháng, từ yếu tay phải, sau đó là lan dần yếu tứ chi. Bệnh nhân đến khám thì không than những triệu chứng như là nói khó, nuốt khó, teo lưỡi hay là rung giật cơ lưỡi cũng không ghi nhận trên lâm sàng. Tuy nhiên khi siêu âm cơ thì chúng ta có thể đánh giá được, có thể quan sát thấy được những cái fasciculation ở cơ lưỡi khá là tinh vi ở đây. Ngoài ra, ở trên bệnh nhân này, chúng ta còn ghi nhận được fasciculation ở cơ vùng bụng. Và ghi nhận được rung giật bó cơ ở cơ tay, chân, gốc chi khá là nhiều. Đặc biệt ở cơ ở tay thì rung giật bó cơ xuất hiện khá là nhiều. Đây là hình ảnh rung giật bó cơ ở cơ nhị đầu cánh tay. Khi quan sát rung giật bó cơ thì thường chúng ta thời gian quét tối ưu là từ 30 đến 60 giây và thường chúng ta sẽ đặt đầu giò theo trục ngang của cơ. Vị trí đặt đầu giò sẽ trùng với vị trí đâm kim trên điện cơ kim. Khi chúng ta thấy được hai lần rung giật bó cơ thì kết luận cơ đó là có rung giật bó cơ, fasciculation dương tính. Và trong nghiên cứu của tác giả Tusi và cộng sự cũng cho thấy rằng nếu có từ hai cơ trở lên trong số 9 cơ này có hình ảnh rung giật bó cơ thì độ nhạy và độ đặc hiệu là trên 90% để phân biệt ALS với những cái bệnh lý tương tự. Ngoài ra những cái đặc điểm khác trên siêu âm mà chúng ta có thể thấy được ở bệnh nhân ALS đó là teo cơ tăng hồi âm, giảm kích thước dây thần kinh ngoại biên, đặc biệt là những kích thước dây thần kinh giữa ở những bệnh nhân ALS sẽ nhỏ hơn so với bệnh nhân bình thường, so với người bình thường, trong khi dây thần kinh bắp chân thì các nghiên cứu lại không thấy có sự khác biệt. Ngoài ra chúng ta có thể đánh giá được tình trạng rối loạn chức năng cơ hoành khá là quan trọng giúp chẩn đoán sớm tình trạng suy hô hấp của những bệnh nhân xơ cột bên teo cơ. Phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về siêu âm cơ trong bệnh cơ. Với cái nguyên tắc lúc đầu đã đề cập đó là cơ bị ảnh hưởng thì sẽ tăng độ hồi âm. Thì chúng ta thấy ở trong bệnh lý loạn nhiễu cơ, độ hồi âm cơ sẽ có đặc điểm đó là tăng âm đồng nhất, mất các đặc điểm về cấu trúc,
Đây là hình ảnh kính mờ khá là đặc trưng trong loại nhiễm cơ. Khi mà bệnh tiến triển lâu hơn thì những lớp cơ ở trên lại tăng độ hồi âm mạnh và sáng hơn rất nhiều so với lớp cơ ở dưới. Đây là hình ảnh attenuation giảm dần có thể gặp trong những cái thể loại nhiễm cơ mà tiến triển kéo dài. Trong trường hợp viêm cơ thì độ hồi âm sẽ tăng khu trú. Còn trong những cơ bị bệnh lý do bệnh thần kinh thì cơ thường sẽ có biểu hiện độ hồi âm giống như là hình ảnh muối ăn, với những cái hình ảnh màu đen là cơ bình thường hoặc là cơ được tái phân bố thần kinh, còn màu trắng là những cơ có hiện tượng mất phân bố thần kinh. Ngoài ra trong loại những cơ trong bệnh cơ chúng ta còn có thể gặp được hình ảnh teo cơ. Tuy nhiên có những thể bệnh loạn nhiễm cơ thì hình ảnh teo cơ lại không phải là đặc điểm nổi bật. Chẳng hạn như chúng ta sẽ không siêu âm thấy teo cơ ở những bệnh nhân Duchenne nhỏ tuổi. Và siêu âm cơ còn có thể được ứng dụng phối hợp với thăm khám lâm sàng trong đánh giá các dấu hiệu đặc trưng của bệnh cơ. Đây là một dấu hiệu khá đặc trưng mà chúng ta có thể lấy làm ví dụ, đó là dấu hiệu scapular winging, chim vỗ cánh. Khi thăm khám thì chúng ta có thể dựa vào những dạng scapular winging là dạng trong hay dạng ngoài để mà xác định được là cơ nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên siêu âm cơ thì có thể hỗ trợ chúng ta tăng mức độ chính xác trong đánh giá. Đồng thời, chẳng hạn như một bệnh nhân cần khảo sát điện cơ kim ở cơ thang, trong trường hợp là cơ thang đang bị teo rất là nặng, chúng ta rất là dễ nhầm lẫn và đâm nhầm vào cơ trám ở bên dưới, thì siêu âm cơ cũng có thể giúp chúng ta tránh được sự nhầm lẫn đó. Siêu âm cơ còn có thể khảo sát được những thần kinh liên quan đến những dấu hiệu này, xem thử là chúng ta có hình ảnh phì đại của dây thần kinh hay không, để chẩn đoán là có tổn thương dây thần kinh hay không. Về vai trò của siêu âm cơ trong định hướng chẩn đoán thể bệnh, thì như chúng ta đã biết, chẩn đoán bệnh cơ là một chẩn đoán khá là khó khăn, phức tạp. Ngoài một số thể lâm sàng rất là điển hình, giúp chúng ta chỉ cần hỏi và thăm khám có thể định hướng được đến thể bệnh cơ nào, thì đa số các thể bệnh cơ sẽ có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng trên lâm sàng là tương tự nhau. Và lúc này thì chúng ta thấy được vai trò của hình ảnh học. Hình ảnh học sẽ giúp chúng ta định hướng được chẩn đoán, từ đó sẽ có những cái chỉ định về xét nghiệm di truyền, kháng thể hay là sinh thiết phù hợp cho từng bệnh nhân, tránh được những cái chi phí không có cần thiết cho bệnh nhân. Đây là một trang web mà bác sĩ thần kinh cơ thường rất ưa thích để sử dụng trên lâm sàng. Trang web này sẽ cho chúng ta những cái thông tin về cả lâm sàng, về cả cận lâm sàng, cách để mà tiếp cận những cái nhóm bệnh lý bệnh cơ và rối loạn về tiếp hợp thần kinh cơ. Trong đó thì các tác giả đã tổng kết lại những cái mô hình cơ bị ảnh hưởng trong các bệnh lý về cơ mà chúng ta có thể tham khảo được, bao gồm cả nhóm bệnh cơ di truyền, nhóm bệnh cơ chuyển hóa cũng như là nhóm bệnh cơ bẩm sinh. Đây là một ví dụ. Chẳng hạn như bệnh nhân này thì khi siêu âm chúng ta đánh giá được là cơ khép ở vùng đùi sau là bị ảnh hưởng rõ, ở vùng cẳng chân thì cơ bụng chân trong bị ảnh hưởng rõ hơn cơ bụng chân ngoài, trong khi cơ chạy trước thì là bình thường. Từ đó chúng ta sẽ định hướng nghĩ đến một thể bệnh có cái mô hình bệnh cơ tương tự như vậy, đó là loạn nhiễm cơ vòng đai gốc chi tiếp 2A. So sánh với lại MRI cơ, trong chẩn đoán bệnh cơ thì siêu âm sẽ thua kém khi mà chúng ta phát hiện được phù cơ. Chính vì vậy mà MRI cơ sẽ giúp chúng ta nhạy trong chẩn đoán viêm cơ hơn so với lại siêu âm. Tuy nhiên siêu âm thì lại
tốt hơn so với MRI nếu để phát hiện được tình trạng xơ hóa ở giai đoạn sớm. Còn trong trường hợp mà cơ bị thoái hóa mỡ hoàn toàn thì siêu âm lại có thể gây nhầm lẫn nếu như chúng ta thấy được cái hình ảnh mô cơ với những cái phản âm màu đen này. Thì chúng ta cứ nhầm lẫn đây là tế bào cơ bình thường, tuy nhiên nó có thể là tế bào mỡ trong trường hợp cơ bị thoái hóa mỡ hoàn toàn. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta có thể xoay đầu giờ theo trục dọc để giúp chúng ta phân biệt được phần nào. Tuy nhiên, MRI thì sẽ khá là chính xác nếu chúng ta dùng để đánh giá thoái hóa mỡ hoàn toàn, tốt hơn so với lại siêu âm. Về vai trò dấu ấn sinh học của siêu âm cơ thì chúng ta có thể có một số ví dụ, chẳng hạn như trong trường hợp loạn những cơ mặt vai cánh tay, thì lâm sàng của những bệnh nhân có thể bệnh cơ này thường sẽ diễn tiến rất là chậm, thậm chí là trên 1 năm có thể chúng ta cũng sẽ không thấy được những thay đổi trên lâm sàng. Trong khi đó thì dùng siêu âm cơ chúng ta có thể thấy những biến đổi của cơ ở nhóm bệnh này trong vòng trên 1 năm. Trong loạn nhiễm cơ Duchenne thì những thay đổi trên siêu âm cơ thường sẽ xuất hiện sớm hơn so với lâm sàng, thường là từ 3 tuổi và 0,8 năm trước khi có triệu chứng vận động. Đối với bé trai trên 7 tuổi thì những thay đổi trong siêu âm thường xuất hiện trong vòng 6 tháng, và những bé trai dưới 7 tuổi thì những thay đổi trên siêu âm thường xuất hiện trong vòng 12 tháng. Bệnh cơ bẩm sinh sẽ có những đặc điểm trên siêu âm cơ như tăng độ phản âm, giảm độ dày cơ, có nghĩa là teo cơ, và có sự giảm dần attenuation. Đây là một đặc điểm khá đặc trưng của bệnh cơ bẩm sinh, bởi vì những bệnh nhi đến với chúng ta thường là bệnh đã từ lúc bé được sinh ra cho đến lúc đi khám có thể là nhiều năm, cho nên những cái lớp cơ ở trên thường bị ảnh hưởng, tăng độ hồi âm mạnh và những lớp cơ ở dưới sẽ đen hơn. Đây là một hình ảnh mà chúng ta phải cần nghĩ đến bệnh cơ bẩm sinh để tiếp tục tầm soát. Trong bệnh cơ chuyển hóa thì siêu âm cơ bình thường chúng ta cũng không loại trừ được nhóm bệnh cơ này. Ngoài ra thì có thể thấy được những cái thay đổi tối thiểu trên siêu âm cơ hoặc có hình ảnh tăng âm trung bình khi những thay đổi về cấu trúc đã trở nên rõ ràng. Đây là hình ảnh siêu âm cơ của bệnh nhân thiếu axit Manta hay còn gọi là bệnh Bom, với hình ảnh cơ rộng giữa thì bị ảnh hưởng khá là rõ, trong khi cơ thẳng đùi thì là bình thường, cơ bụng chân trong bị ảnh hưởng trong khi cơ chèn trước thì còn bình thường. Như vậy thì sự ảnh hưởng cơ chọn lọc cũng là một dấu hiệu giúp chúng ta định hướng được chẩn đoán. Nghiên cứu này đã cho thấy được mức độ ảnh hưởng khác nhau với cường độ hồi âm khác nhau của từng nhóm cơ trên 20 bệnh nhân bệnh Bom. Trong đó thì ở chân cơ tứ đầu đùi và cơ bụng chân là bị ảnh hưởng nhiều nhất, ở tay là cơ nhị đầu cánh tay, ngoài ra thì cơ cạnh sống ngực cũng có cường độ hồi âm cao hơn so với những nhóm cơ còn lại. Trong viêm cơ thì trong giai đoạn cấp chúng ta có thể thấy hình ảnh tăng âm nhẹ tạo nên hình ảnh nhìn xuyên thấu, và trên hình siêu âm này thì mặc dù là có hình ảnh tăng âm rõ như vậy nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được mật độ xương rất là rõ. Đây là một đặc điểm mà có thể khác so với lại loạn nhiễm cơ, vì trong loạn nhiễm cơ thì thường khi tăng âm như vậy chúng ta thường sẽ hiếm khi thấy được mật độ xương rõ, và nó có một cái hình ảnh đặc trưng của loạn nhiễm cơ, đó là hình ảnh kính mờ. Trong giai đoạn bán cấp hay là mãn tính thì tăng âm sẽ khu trú hơn và thường có giảm độ dày của cơ, là hiện tượng teo cơ. Nếu như chúng ta điều trị tốt và bệnh nhân hồi phục thì chúng ta vẫn có thể thấy cơ trở lại hình ảnh bình thường như ban đầu. Đây là đặc điểm trong viêm da cơ với tăng âm khu trú, với hình ảnh nhìn xuyên thấu. Ngoài ra có thể thấy tăng âm ở mô dưới da, vôi hóa ở mô dưới da hay là vôi hóa ở trong cơ. Và đây là hình ảnh viêm cơ thể vùi, thì chúng ta có thể thấy là tăng hồi âm, thấy teo cơ,
Thường các cơ bị ảnh hưởng trong viêm cơ thể vùi sẽ không có đối xứng. Và một dấu hiệu rất là nhạy giúp chúng ta chẩn đoán được viêm cơ thể vùi đó là sự tương phản thanh xám rõ rệt của cơ gấp các ngón sau và cơ gấp cổ tay trụ. Như vậy, chúng ta thấy được rằng siêu âm cơ giúp định hướng được chẩn đoán thể bệnh, xác định vị trí sinh thiết, làm tăng độ chính xác trong chẩn đoán bệnh sơ cục bên teo cơ. Ngoài ra thì siêu âm cơ định lượng còn có độ nhạy cao trong tầm soát bệnh lý thần kinh cơ ở trẻ em và là dấu ấn sinh học cho một số thể bệnh lý, giúp chúng ta có thể đánh giá được tiến triển bệnh cũng như là đánh giá được đáp ứng điều trị trong những cái thử nghiệm lâm sàng. Các kỹ thuật mới thì vẫn còn khó triển khai do các hạn chế về phần mềm cũng như là trang thiết bị. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã lắng nghe.